Xin chào các bạn. Hôm nay hãy cùng 5 phút thôi khám phá thành phố Lhasa, nơi được mệnh danh là vùng đất của các vị thần, đồng thời là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa và tôn giáo của khu tự trị Tây Tạng ở Trung Quốc. Thành phố này là nơi mà đất trời như hòa vào làm một, với những ngôi chùa to lớn và uy nghiêm, lúc ẩn lúc hiện trong những đám mây trắng khổng lồ. Ở Lhasa, bạn có thể ngồi dưới ánh nắng mặt trời, uống một tách trà bơ và ngắm nhìn những người hành hương quỳ lạy. Nhưng quan trọng nhất, nơi đây là thủ đô tôn giáo và hành chính của Tây Tạng từ giữa thế kỷ thứ 7, đồng thời là địa điểm thiêng liêng mà nhiều tín đồ Phật giáo trên thế giới đều mong một lần được đặt chân tới. Người dân ở đây rất tôn sùng đạo Phật. Bạn sẽ dễ dàng bắt gặp họ tay lần tràng hạt, miệng liên tục niệm chú cầu phước lành. Cảnh quan của thành phố cũng được đặc trưng bởi hàng trăm lá cờ lung ta nhiều màu sắc, răng thành nhiều dải, bay phấp phới bên ngoài những mái chùa đỏ gạch. Và còn rất nhiều thông tin thú vị khác về thành phố Lhasa sẽ được 5 phút thôi bật mí ngay sau đây. Đặc điểm địa lý của Lhasa. Thành phố Lhasa hiện nay có diện tích là 29.274 km² và dân số là 867.900 người. Nó nằm trên lưu vực của dòng sông Lhasa và sâu bên trong một thung lũng thuộc dãy Himalaya. Địa hình của thành phố này chứa các kiểu đứt gãy phức tạp và hoạt động kiến tạo mạnh. Đây là một trong những thành phố cao nhất thế giới với độ cao trung bình là 3.650m, ở một số nơi độ cao có thể lên tới hơn 5.000m so với mực nước biển. Một trong những dãy núi nổi bật ở đây là Ninchen Tăng La. Nó nằm ở khu vực phía bắc của thành phố Lhasa, kéo dài khoảng 700 km và có độ cao trung bình từ 5.000 đến 6.000m so với mực nước biển, nơi cao nhất lên tới 7.090m. Điều đó đã giúp dãy núi này sở hữu những cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ với các đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng treo lơ lửng trên bầu trời. Núi Ninchen Tăng La cũng được cho là nơi cư ngụ của các vị thần hộ pháp ở Tây Tạng. Tên của nó còn thường được nhắc tới trong các bài hát dân gian và truyền thuyết về những người chăn cừu hay thợ săn địa phương. Khu vực này cũng là nơi sinh sống của các loài động vật đang bị đe dọa, chẳng hạn như báo tuyết. Với vẻ đẹp hoang sơ, khung cảnh hùng vĩ cùng những dấu tích văn hóa cổ xưa, nên dãy núi Ninchen Tăng La hiện đang là địa điểm du lịch hấp dẫn cho những ai yêu thích khám phá thiên nhiên và tìm hiểu về lịch sử của Tây Tạng. Về khí hậu thì Lhasa trái ngược với suy nghĩ về một vùng đất lạnh giá ở Tây Tạng. Thành phố này thuộc vùng khí hậu gió mùa ô đới bán khô cằn, với thời tiết chủ yếu là nắng quanh năm, lượng mưa ít, mùa đông không quá lạnh, mùa hè không quá nóng. Do độ cao lớn, không khí loãng nên nơi đây còn được mệnh danh là thành phố ngập nắng với hơn 3.000 giờ nắng mỗi năm. Chênh lệch nhiệt độ hàng năm ở Lhasa tương đối nhỏ, nhưng chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lại lớn. Nhờ vậy mà trong mùa du lịch cao điểm, từ tháng 6 đến tháng 9, đến với Lhasa bạn sẽ cảm nhận được thời tiết của 4 mùa trong cùng một ngày. Vào buổi trưa nhiệt độ có thể lên tới 30 độ C, còn buổi tối nhiệt độ sẽ giảm xuống 15 độ C. Đến nửa đêm thì giảm mạnh xuống dưới 0 độ C và sáng hôm sau khi mặt trời mọc thì thời tiết lại dễ chịu như mùa xuân. Nhiệt độ cao nhất từng ghi nhận ở Lhasa là 30,8 độ C và thấp nhất là âm 16,5 độ C. Lượng mưa hàng năm của thành phố này chỉ là 458mm, tương đương với khu vực tỉnh Ninh Thuận của Việt Nam. Tháng khô nhất là tháng 12 với lượng mưa vào khoảng 0,7mm và tháng ẩm ướt nhất là tháng 7 và tháng 8. Lượng mưa dao động ở mức 140mm. Con sông quan trọng chảy qua thành phố, đó là sông Lhasa, được mệnh danh là dòng sông mẹ của Tây Tạng, với nhiều địa điểm linh thiêng gắn với lịch sử của khu tự trị này. Nó bắt nguồn từ núi Ninchen Tăng La và là một trong năm nhánh chính của dòng sông Yalung Zangbo. Con sông này có chiều dài là 450km và dòng chảy hàng năm lên tới 10,5 tỷ mét khối. Trong hàng ngàn năm qua, sông Lhasa đóng vai trò thiết yếu đối với người dân Tây Tạng và cả sự phát triển của thành phố Lhasa. Vì nơi đây chính là một trong ba vựa lúa lớn nhất của khu tự trị này, đồng thời cũng là nơi khai sinh ra nền văn hóa Tây Tạng vĩ đại. Không chỉ là một dòng sông linh thiêng, Lhasa từ lâu đã trở thành địa điểm yêu thích của những người dân địa phương mỗi khi rảnh rỗi. Mọi người thường lái xe hoặc đi bộ dạo quanh bờ sông để hít thở không khí trong lành và tận hưởng cái nắng ấm áp của Tây Tạng. Đối với khách du lịch thì đây sẽ là một hành trình dã ngoại thú vị với các hoạt động như là câu cá, cắm trại và thưởng thức ẩm thực độc đáo của Lhasa. Ngoài ra thì thành phố Lhasa cũng sở hữu một trong tam đại hồ thánh của Tây Tạng, đó là hồ Nam Sô. Các hồ thánh còn lại là hồ Manasarova thuộc địa khu Nagari và hồ Yamrokso thuộc thành phố Chanan. Hồ Nam Sô được biết đến là nơi tu hành của các nhà sư Phật giáo từ hàng trăm năm trước. Nó được hình thành cách đây 2 triệu năm và là kết quả của các chuyển động kiến tạo mảng ở dãy Himalaya. Hồ nước này nằm trên ranh giới phía đông nam của thành phố Naku và nằm ở phía tây bắc của thành phố Lhasa, với khoảng 3/5 diện tích của nó thuộc thành phố Nakchu, còn 2/5 diện tích hồ thuộc thành phố Lhasa.
Nam Sô được mệnh danh là Hồ Thiên Đường hay Hồ Trên Trời vì nó nằm ở độ cao 4.718m so với mức nước biển, đồng thời là hồ muối lớn nhất khu tự trị Tây Tạng với diện tích bề mặt là 1.900km². Ban đầu mặt hồ rất thoáng và sâu, nhưng hiện nay do sự va chạm và đùn đẩy của các mảng lục địa cùng với việc khí hậu trở nên khô hạn hơn đã khiến diện tích của nó liên tục giảm xuống và mực nước đã thấp hơn khoảng 80m so với ban đầu. Độ sâu trung bình hiện tại của Nam Sô chỉ là 30m, còn độ sâu tối đa là 125m. Với vị trí nằm bên cạnh những đồng cỏ và cao nguyên rộng lớn, lại nhìn ra ngọn núi Nichen Tangla có tuyết phủ quanh năm, nên đây là một trong những hồ nước đẹp nhất tại Tây Tạng. Đặc biệt là dọc theo bờ hồ còn có những hang động hoang sơ, từng được những người hành hương Tây Tạng tới cầu nguyện trong nhiều thế kỷ, càng làm tăng thêm sự huyền bí và linh thiêng của hồ nước đặc biệt này. Nam Sô cũng là nơi sinh sống của các loài động vật hoang dã như bò Tây Tạng, linh dương, thỏ rừng, chó sói và các loài chim di cư vào mùa hè. Thành phố Lhasa trong quá khứ. Trước khi chính thức trở thành một phần của Trung Quốc như hiện nay, thì Lhasa từng giữ vai trò là thủ đô của đế quốc Tây Tạng trong thế kỷ thứ 7 và thứ 8. Sau đó là thủ đô của chính phủ Đạt Lai Lạt Ma từ thế kỷ thứ 17 cho đến năm 1951. Đây là giai đoạn phát triển quan trọng và hưng thịnh nhất của Phật giáo Tây Tạng, đặc biệt là tông phái Mật Tông với văn hóa và phong cách đa dạng, cùng với các vị Đạt Lai Lạt Ma hay còn gọi là Phật sống, được nhiều người tôn thờ. Người ta vẫn thường truyền tai nhau về những câu chuyện huyền bí về các vị Lạt Ma này và cho rằng họ là những hiện thân về lòng từ bi của chư Phật và Bồ Tát. Các vị Đạt Lai Lạt Ma có vị trí rất cao trong xã hội Tây Tạng, thậm chí còn có thể lãnh đạo nhân dân về mặt chính trị. Ngoài ra, một trong những điều khiến cả thế giới quan tâm tới các vị Lạt Ma đó chính là sự tái sinh. Theo trang DalaiLama.com của Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 thì sau khi một vị Đạt Lai Lạt Ma từ trần, họ sẽ không chọn một người để kế nhiệm mình, cũng không phải chúng tăng chọn ra một người mới, mà chính họ sẽ tái sinh trong một thân thể mới, một kiếp sống mới với một phần của ký ức kiếp trước còn nguyên vẹn. Hiện nay, hiện tượng tái sinh vẫn còn là một bí ẩn gây ra không ít tranh cãi, nghi ngờ và thách thức các nhà khoa học tìm ra lời giải. Trong khoảng thời gian này, hầu hết người dân Lhasa là người Tây Tạng và đặt niềm tin hoàn toàn vào Phật giáo. Chỉ có một số ít người đến từ Trung Quốc, chủ yếu là thương nhân hoặc quan chức. Và dù là thủ đô của một quốc gia, nhưng thành phố này vẫn có rất ít thành tựu về kinh tế. Người dân sinh sống chủ yếu bằng việc sản xuất nông nghiệp dưới hình thức tự cung tự cấp. Lhasa thời kỳ này còn được ví là tử cấm thành của Tây Tạng vì nó nằm ở độ cao lớn và chưa có nhiều tuyến đường giao thông để liên kết với thế giới bên ngoài. Trong khi chính quyền Tây Tạng lại tập trung xây dựng hàng loạt các công trình Phật giáo độc đáo. Số lượng của những công trình này được cho là còn nhiều hơn tất cả những ngôi nhà của người dân. Chính vì vậy mà họ đã hạn chế cho người ngoài vào thành phố vì sợ làm ảnh hưởng đến chốn linh thiêng này. Mặc dù hầu hết các tu viện đã bị phá hủy trong cuộc cách mạng văn hóa ở Trung Quốc trong giai đoạn năm 1966 đến năm 1976, nhưng hiện nay thành phố Lhasa vẫn còn lưu giữ được một số công trình lịch sử quan trọng như là Cung điện Potala hay Bố Đà La Cung, nơi được mệnh danh là trái tim của Phật giáo Tây Tạng. Công trình này được xây dựng trên độ cao 3.700m so với mực nước biển, với hai màu sắc đặc trưng là đỏ và trắng, tạo nên sự uy nghi và huyền bí. Potala được Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 5 xây dựng vào năm 1645 trên nền của một pháo đài có từ năm 637 và phải mất tới 50 năm thì công trình vĩ đại này mới được hoàn thành. Từ đó nó trở thành nơi ở cho các vị Đạt Lai Lạt Ma vào mùa đông, đồng thời là địa điểm tổ chức các sự kiện chính trị và hoạt động tôn giáo quan trọng. Cung điện có tổng cộng hơn 1.000 phòng, bao gồm cả khu sinh hoạt, phòng trưng bày, phòng tụng kinh và nhiều ngôi mộ hoành tráng. Bên trong Potala là những bức tranh và bức phù điêu có giá trị lịch sử và nghệ thuật to lớn với các chủ đề về phong cảnh cao nguyên, truyền thuyết lịch sử, câu chuyện Phật giáo cùng hàng nghìn bức tượng Phật bằng vàng, bạc, ngọc, gỗ và đất sét. Với những giá trị to lớn này thì cung điện Potala đã trở thành đại diện tiêu biểu của kiến trúc Tây Tạng và là một trong những kỳ quan kiến trúc cổ nổi tiếng của Trung Quốc đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới từ năm 1994. Tiếp theo là đền Jokhang. Khu đền này được xây dựng từ khoảng năm 639 đến năm 647 và được xem là ngôi đền linh thiêng nhất ở Lhasa. Tên Jokhang có nghĩa là ngôi nhà của Đức Phật. Tại đây, bất cứ thời gian nào trong ngày cũng có hàng ngàn người bộ đạo thành kính quỳ bái theo nghi thức ngũ thể thập địa trước ngôi đền để tỏ lòng thành kính đến Đức Phật vĩ đại. Đây là một nghi thức phổ biến và quen thuộc đối với các tín đồ Phật giáo ở Tây Tạng. Chùa Jokhang có tổng diện tích xây dựng hơn 25.000m² và hơn 20 hội trường. Đây là tòa nhà lộng lẫy nhất còn sót lại của thời kỳ Tu Bô ở Tây Tạng và cũng là tòa nhà cấu trúc dân sự sớm nhất ở mảnh đất này. Nó tích hợp các phong cách kiến trúc của Tây Tạng, triều đại nhà Đường của Trung Quốc, Nepal và Ấn Độ, đồng thời đã trở thành kiểu mẫu của kiến trúc tôn giáo Tây Tạng trong hàng ngàn năm qua. Qua nhiều thế kỷ,
chùa Dô Khang đã trải qua nhiều lần trùng tu nhưng vẫn giữ được vẻ cổ kính và uy nghiêm vốn có. Thành phố Lhasa từ sau năm 1950 đến hiện tại. Trải qua nhiều lần bị xâm chiếm, thì từ năm 1912, trước sự sụp đổ của triều đại nhà Thanh do Mãn Châu lãnh đạo, Tây Tạng trở thành một quốc gia độc lập trên thực tế, trong khi phía Trung Quốc cho rằng khu vực này vẫn là một phần của quốc gia Trung Quốc. Tháng 10 năm 1950, quân đội giải phóng nhân dân của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tiến vào khu vực Cham Đô của Tây Tạng và nhanh chóng chiếm được vùng đất này. Đến năm 1951, sau khi chính phủ Tây Tạng ký thỏa thuận 17 điểm mà Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 đã phê chuẩn vào ngày 24 tháng 10, thì Tây Tạng đã chính thức nằm dưới sự kiểm soát của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Chính phủ Trung Quốc coi thỏa thuận này là một hợp đồng pháp lý được cả hai chính phủ và người dân Tây Tạng đồng ý, nhưng Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 và người dân Tây Tạng lại cho rằng nó không hợp lệ vì được ký kết dưới sự ép buộc. Từ đây thì phong trào ly khai bắt đầu nổ ra mạnh mẽ ở Tây Tạng và dẫn đến cuộc nổi dậy đẫm máu vào năm 1959 tại thành phố Lhasa. Ban đầu, làn sóng nổi dậy này chủ yếu bao gồm những cuộc biểu tình ôn hòa, nhưng sau đó các cuộc đụng độ nhanh chóng nổ ra, phía Trung Quốc cuối cùng phải sử dụng vũ lực để dập tắt bạo loạn. Các ước tính đưa ra có khoảng 87.000 người Tây Tạng và 2.000 quân của Trung Quốc đã thương vong sau cuộc bạo loạn thảm khốc, nhưng con số này cho đến nay vẫn còn gây nhiều tranh cãi. Ngoài ra thì ba tu viện lớn của Lhasa là Sera, Ganden và Drepung cũng đã bị hư hại nghiêm trọng do pháo kích. Cùng với đó là hàng nghìn nhà sư Tây Tạng đã bị hành quyết hoặc bắt giữ và các đền thờ xung quanh thành phố đều đã bị cướp phá. Trong khi Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 cùng hầu hết các bộ trưởng của ông đều phải chạy trốn sang Ấn Độ và sống lưu vong cho đến ngày nay. Tình trạng bất ổn ở Lhasa kéo dài đến năm 1965 với việc thành lập khu tự trị Tây Tạng thuộc Trung Quốc và Lhasa giữ vai trò là thủ phủ của khu vực này. Thành phố bắt đầu có sự thay đổi đáng kể về dân số, thể hiện ở việc gia tăng người Hán và người Hồi. Họ đều là những người di cư từ Trung Quốc. Tính đến năm 2021 thì 71% dân số của Lhasa là người Tây Tạng, 26,9% là người Hán và còn lại là người Hồi cùng các dân tộc thiểu số khác. Theo đó thì Phật giáo Tây Tạng cũng không còn là tôn giáo duy nhất ở đây nữa, mà còn có cả sự hội nhập của Hồi giáo và Thiên Chúa giáo. Hai ngôn ngữ được sử dụng chủ yếu ở thành phố này là tiếng phổ thông Tây Tạng và tiếng Quan Thoại. Nhìn chung thì tình hình xã hội ở Lhasa ngày nay gần như đã giữ được sự ổn định. Ngoại trừ vụ bạo loạn bùng phát trở lại vào năm 2008 thì không có cuộc biểu tình lớn nào xảy ra. Mặc dù phong trào ly khai của người Tây Tạng vẫn tiếp diễn, nhưng ở quy mô nhỏ lẻ và thường hướng tới truyền thông nhiều hơn là bạo lực. Việc trở thành một phần của Trung Quốc đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tôn giáo và văn hóa của thành phố, đặc biệt là sau cuộc cách mạng văn hóa của Mao Trạch Đông, dẫn đến việc phá hủy hàng loạt các tu viện và tượng đài tôn giáo. Mặc dù vẫn có sự chênh lệch lớn về thu nhập giữa những người Hán di cư tới và người bản địa Tây Tạng, nhưng nhìn nhận một cách khách quan thì chất lượng cuộc sống của những người dân ở đây đang được cải thiện. Những con đường trong thành phố đã được mở rộng, những công trình đổ nát đã được trùng tu, hàng loạt các trường học với trang thiết bị hiện đại cũng đã được xây dựng. Trước kia người dân chỉ biết chăn nuôi và trồng trọt, thì bây giờ nhờ giao thương phát triển, họ đã có thêm nguồn thu nhập mới từ ngành du lịch và dịch vụ. Theo số liệu thống kê năm 2021, thì GDP danh nghĩa của thành phố này đạt 11,5 tỷ đô la và GDP bình quân đầu người là 13.250 đô la. Với cảnh quan thiên nhiên hoang sơ và nền văn hóa độc đáo, thành phố Lhasa hiện đang thu hút hàng triệu khách du lịch trong và ngoài nước ghé thăm. Nhưng theo đạo luật và quy định của Cục Du lịch Tây Tạng, thì tất cả du khách, kể cả người Trung Quốc, đều không được phép du lịch tự túc ở Tây Tạng nói chung và thành phố Lhasa nói riêng. Bạn phải sử dụng các dịch vụ du lịch được cung cấp bởi một công ty du lịch đủ điều kiện của Trung Quốc với ít nhất một hướng dẫn viên du lịch đi cùng. Chính phủ Trung Quốc coi việc quản lý du lịch ở Tây Tạng là một trong những biện pháp hiệu quả để đảm bảo an ninh cho khu vực có nền chính trị nhạy cảm này. Riêng đối với du khách nước ngoài muốn đi du lịch Lhasa thì bạn không chỉ cần có hộ chiếu hợp lệ và thị thực của Trung Quốc mà còn phải xin giấy phép nhập cảnh Tây Tạng. Nó được cấp bởi Cục Du lịch Tây Tạng ở Lhasa. Giấy phép nhập cảnh Tây Tạng chỉ đảm bảo cho một chuyến du lịch Tây Tạng ở thành phố Lhasa và các khu vực ngoại ô. Nếu bạn muốn kéo dài chuyến đi đến các thành phố khác ở khu tự trị này thì phải xin thêm một số giấy phép cần thiết nữa. Thành phố của những kỳ tích xây dựng. Bất chấp địa hình hiểm trở, Trung Quốc vẫn mạnh tay xây dựng các cơ sở hạ tầng chất lượng tại đây. Trong số đó phải kể đến sân bay Lhasa Gongga. Đây là một trong những sân bay cao nhất thế giới với độ cao là 3.600m so với mức nước biển. Nó đã phải trải qua nhiều quá trình thử nghiệm, trong đó có cả những tai nạn chết người thì mới được đi vào hoạt động chính thức vào năm 1965. Sau đó, đường băng thứ 2 đã được xây dựng vào năm 1994 và nhà ga thứ 2 đã được xây dựng vào năm 2004. Đây cũng là sân bay duy nhất ở khu tự trị Tây Tạng có chuyến bay quốc tế, nhưng nó cũng chỉ có duy nhất một chặng bay đến thủ đô Kathmandu của Nepal.
Mặc dù trên thực tế sân bay này tọa lạc ở thành phố Chang'an, nhưng thường được coi là sân bay của Lhasa vì nó chủ yếu phục vụ cho hoạt động thương mại và tiếp nhận hành khách từ thành phố quan trọng này. Nó cũng chỉ cách thành phố Lhasa khoảng 6 km và 97 km nếu tính từ trung tâm thành phố. Hiện nay, thời gian di chuyển từ trung tâm thành phố Lhasa đến sân bay là khoảng 40 đến 60 phút bằng dịch vụ xe buýt đưa đón thông qua đường hầm và đường cao tốc sân bay Lhasa được khai trương vào tháng 7 năm 2011. Năm 2017, Trung Quốc tiếp tục triển khai dự án xây dựng nhà ga số 3 trị giá 603 triệu đô la và đã được đi vào hoạt động từ năm 2021. Nó có diện tích sàn là 88.000 m² và có thêm 21 cổng để lên và xuống máy bay. Dự kiến đến năm 2025 thì nhà ga này sẽ tiếp nhận và xử lý khoảng 9 triệu hành khách cùng với 80.000 tấn hàng hóa mỗi năm. Phía Trung Quốc cho biết việc mở rộng sân bay Lhasa Gongga sẽ giúp khu tự trị Tây Tạng tham gia sâu hơn vào sáng kiến vành đai và con đường, đồng thời hình thành các kết nối kinh tế của Tây Tạng với Nam Á. Ngoài ra còn có tuyến đường sắt Thanh Hải Tây Tạng là tuyến đường sắt đầu tiên kết nối khu tự trị Tây Tạng với các tỉnh thành khác và là một trong 4 dự án lớn ở thế kỷ mới của Trung Quốc. Chính thức đưa vào vận hành từ tháng 7 năm 2006, tuyến đường sắt này có tổng chiều dài là 1.956 km, băng qua 675 cây cầu và trở thành tuyến liên kết cực kỳ quan trọng nối thủ phủ Tây Ninh của tỉnh Thanh Hải với thủ phủ Lhasa của khu tự trị Tây Tạng. Đây cũng là tuyến đường sắt cao nhất thế giới với độ cao trung bình trên 3.000 m so với mực nước biển và hơn 960 km đường ray nằm ở trên độ cao 4.000 m. Cũng bởi vậy mà quá trình xây dựng tuyến đường sắt này gặp nhiều khó khăn và thách thức với điều kiện thời tiết khắc nghiệt và động đất có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nhưng may mắn là không một công nhân nào trong số hơn 100.000 người tham gia xây dựng công trình này bị thiệt mạng, mặc dù nhiều lúc vừa làm việc vừa phải đeo bình oxy nặng tới 5 kg. Đây quả thực là một kỳ tích của ngành xây dựng, không chỉ của riêng Trung Quốc mà còn là của cả thế giới. Bên cạnh đó thì các kỹ sư cũng đã thành công trong việc xử lý và bảo quản đường ray chạy qua những vùng băng tuyết. Kể cả nước dùng trên tàu và nước xả toilet cũng được làm ấm để chống đóng băng. Vỏ tàu được thiết kế đặc biệt để thích nghi với thay đổi nhiệt độ giữa các vùng miền. Trên các khoang tàu đều có trang bị hệ thống điều tiết không khí và cả máy thở oxy trong trường hợp cần thiết. Trung Quốc đã tiêu tốn khoảng 4,2 tỷ đô la để xây dựng tuyến đường sắt Thanh Tạng, nhưng đổi lại, nó đã đem đến nhiều lợi ích to lớn. Công trình này không chỉ đánh dấu một kỳ tích vĩ đại về công nghệ xây dựng của Trung Quốc mà còn đem lại cơ hội phát triển kinh tế cho khu vực Tây Tạng hiểm trở. Hiện nay, Trung Quốc đang tiếp tục xây dựng một tuyến đường sắt khổng lồ nữa, đó là tuyến Tứ Xuyên Tây Tạng, dự kiến sẽ đi vào hoạt động năm 2030. Tuyến đường này sẽ dài 1.629 km và cắt giảm đáng kể thời gian di chuyển từ thành đô đến Lhasa, từ 48 giờ còn 13 giờ. Theo các phương tiện truyền thông Trung Quốc, thì chi phí ước tính của dự án đường sắt Tứ Xuyên Tây Tạng sẽ vượt qua cả công trình thế kỷ là đập Tam Hiệp, tức là trên 32 tỷ đô la. Đây cũng là một trong những nỗ lực to lớn của Trung Quốc nhằm thúc đẩy giao thông và kết nối địa chính trị với Tây Tạng. Mục tiêu là phát triển kinh tế về phía Tây đất nước và xoa dịu bất bình đẳng thu nhập để ngăn chặn nguy cơ bất ổn sắc tộc ở khu vực này, đồng thời cũng mở ra con đường khai thác nguồn tài nguyên dồi dào tại thành phố Lhasa cũng như Tây Tạng. Và đó là những thông tin về thành phố Lhasa, thủ phủ của khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.